Xin kính chào tất cả các anh chị, các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm phèo non xào khóm. Ở đây mình mua 1 kg phèo non nè các bạn. Để nhận biết phèo non hay phèo già thì mình sẽ cắt cái phần phèo ra và mình nặn ở trong. Nó màu trắng vậy nè các bạn, là nó sẽ là cái phèo non nha các bạn. Còn cái màu mà nó ngà ngà, nó vàng rồi đó các bạn, nó là phèo già nha các bạn. Đây trắng tươi nè các bạn. Đây là trắng tươi nha các bạn. Nó trắng gì nó mới là phèo non nha các bạn. Còn ở trong nó mà cái màu nó vàng vàng rồi đó các bạn, nó là phèo già các bạn. Nè, trắng tươi vậy là phèo non rồi các bạn. Quả đây mình chuẩn bị một quả khóm và các cái gia vị khác, lát làm mình sẽ nói sau các bạn. Rồi mời các anh chị các bạn cùng một bếp làm với mình nha. Rồi mình sẽ gọt cái quả khóm này các bạn. Mình sẽ gọt hết cái phần vỏ ngoài ra luôn các bạn. Gọt khóm thì mình sẽ sử dụng cái dao nó bén, gọt nó mới dễ các bạn. Ở đây mình đã gọt xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xay mấy cái mắt này ra các bạn. Mình xắt cái độ sâu nó vừa nhắm vừa lấy hết cái mắt ra là được các bạn. Mình xay vậy cho hết quả khóm rồi các bạn. Rồi đây mình đã xay xong quả khóm nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gọt nó ra, mình lấy cái cùi nha các bạn. Mình xẻ quả khóm làm 4 gram và mình gọt bỏ cái cùi các bạn. Cái cùi nó ăn sẽ bị dai các bạn, mình gọt bỏ. Rồi mình gọt xong cái cùi, giờ mình sẽ xắt miếng dừa ăn nha các bạn. Và đây mình đã xắt xong khóm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ để vào đây 2 muỗng đường các bạn. Mình để vào đường vào mình trộn cho cái khóm mình nó ngọt các bạn.
cho đường nó thấm vô khóm cho nó ngọt các bạn. Rồi mình trộn xong thì mình để khoảng 15 phút mình ha xào các bạn. Mình sẽ rửa cái phèo non cho sạch các bạn. Mình để một muỗng muối vào. Rồi mình bóp tí nước các bạn. Mình bóp cho sạch cái phần nhớt phía ngoài các bạn. Rồi giờ mình đã rửa sạch rồi, giờ mình để vào trong cái gỗ cho nó ráo rồi các bạn. Giờ mình để cho nó ráo mình chút mình sắt rồi các bạn. Thì mình nêm đi sắc miếng ra vừa ăn các bạn. Bạn sắc khúc khúc ra vừa ăn. Khi sắc thì mình cũng nhìn nhìn coi có mấy cái con gì ở trong cái phèo các bạn. Mình cắt mỗi khúc mình nhìn nhìn các bạn. Giờ mình cứ cắt miếng vừa ăn theo ý thích của mình nha các bạn. Cho đến hết. Rồi đây mình đã sắt xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ đem đi xào các bạn. Giờ mình sẽ bằm mấy tép tỏi các bạn. Mình bầm cho nhuyễn ra nặng mình phi tỏi mình xào các bạn. Như chảo mình đã nóng rồi mình đổ dầu ăn vào các bạn. Mình phi cái tỏi cho nó vàng. Giờ tỏi chúng ta đã vàng mình đổ cái phần phèo vào mình xào các bạn.
Nhưng mình để vào 2 muỗng bột ngọt các bạn, và 2 muỗng hạt nêm, 2 muỗng đường các bạn ơi. Và 1 muỗng canh nước mắm. Nhưng mình xào cho nó thấm gia vị, và nếu mà nó khô quá mình để vào 1 ít nước lạnh nha các bạn. Cái ruột của ta nó, cái phèo của ta nó khô quá, mình để vào 1 ít nước, mình xào cho nó chín cái phèo luôn các bạn. Rồi phèo mình đã chín rồi, bây giờ mình để khóm vào các bạn. Cái khóm này mình xào cho nó vừa vừa chín tới được nha bạn. Các bạn đừng cái xào chín quá ăn nó không có ngon các bạn. Và cái phần phèo xào khóm mình đã xong rồi các bạn. Khóm mình nó vừa chín rồi nè, được rồi các bạn. Giờ mình sẽ đem ra ngoài và mình trưng bày ra dĩa các bạn. Và các bạn ơi, đây là thành phẩm của mình nè các bạn. Món phèo non xào khóm của mình đã xong rồi các bạn. Bạn nào thấy thích thì hãy cho mình một like nha. Và nhớ chia sẻ bạn bè cùng xem nha các anh chị các bạn. Các anh chị các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn nút đăng ký để lần sau mình ra video mới, các anh chị các bạn nhận được video của mình nha. Xin cảm ơn tất cả các anh chị các bạn đã xem video của mình. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong video sau.